Những đàn chị đi trước đã gửi nhiều lời chúc may mắn đến đàn em của mình, bằng cả sự thương yêu và tôn trọng tuyệt đối. Quả bóng vàng nữ Việt Nam năm 2008 Đỗ Thị Ngọc Trâm, vua phá lưới giải vô địch quốc gia nữ 2 năm 2008 và 2009, chia sẻ, đội tuyển nữ Việt Nam tham dự World Cup như một giấc mơ tuyệt đẹp. Đó là thành quả từ sự nỗ lực tột bậc của tập thể đội bóng, nhờ sự hỗ trợ rất lớn của ngành thể thao, của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và người hâm mộ. Tôi chúc người thầy đáng kính của mình cùng các học trò sẽ tự tin, làm hết sức có thể để tạo dấu ấn nào đó ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Nhìn lại chặng đường đầy gian khổ mà đội nữ Việt Nam đã trải qua tại giải châu Á vòng loại World Cup nữ 2023, chúng ta càng khâm phục hơn ý chí ngoan cường, quật khởi của các cô gái kim cương. Ở thời điểm đó, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung không chỉ chiến thắng chính bản thân mình, chiến thắng đại dịch Covid-19 mà còn có những trận đấu để đời và xuất sắc giành vé đi World Cup. Hoa khôi của bóng đá nữ Việt Nam bày tỏ, tôi mong người hâm mộ sẽ luôn sát cánh nhưng đừng đặt quá nhiều kỳ vọng phải có thành tích tốt ngay lập tức, vì gặp những đội mạnh nhất như thế giới sẽ rất khó khăn. Tôi kỳ vọng World Cup sẽ là bước đệm mở ra cơ hội để sau hình như còn có thêm Thanh Nhã, Trương Thị Kiều, Bích Thủy, vươn ra châu Á hoặc châu Âu. Điều đó sẽ là bước ngoặt thay đổi cuộc sống của họ, tạo cú hích mạnh mẽ đến sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam. Là một trong những nhân vật đặc biệt xuất sắc của bóng đá nữ Việt Nam một thời, quả bóng vàng nữ Việt Nam Huy Ngọc Mai bày tỏ, thấy các đàn em, các học trò đến được World Cup, tôi hạnh phúc và tự hào lắm. Lần đầu tiên Việt Nam đến được đây, được sánh vai cùng các cường quốc mạnh nhất thế giới về bóng đá nữ quả là cột mốc lịch sử vĩ đại của bóng đá Việt Nam. Sân chơi này khắc nghiệt, đòi hỏi bản lĩnh, trí tuệ, sự đoàn kết, đồng lòng của mỗi thành viên đội tuyển. Các cầu thủ được va chạm với các đấu thủ giỏi, tầm cỡ sẽ tiến bộ và phát triển nhanh hơn. Thế hệ tiếp sau sẽ coi đó như tấm gương sáng để phấn đấu, đưa bóng đá Việt Nam không chỉ giữ uốn các lần này mà còn trong tương lai gần. Ngọc Mai chia sẻ, tôi biết ra biển lớn khó lắm, các trận giao hữu với các đối thủ mạnh đã là thuốc thử hạng nặng cho chúng ta. Khi vào giải chính thức sự khắc nghiệt còn cao hơn gấp bội phần đội tuyển nữ Việt Nam đang rất quyết tâm để lại dấu ấn ở lần đầu giữ World Cup. Không ai trải hoa hồng dưới chân mình bước đi cả, nên quan trọng nhất là cùng nhau vượt qua khó khăn để khẳng định bản thân. Tôi rất vui khi bóng đá nữ lúc này được lãnh đạo quan tâm nhiều, nhận sự hỗ trợ rất lớn của xã hội, nhà tài trợ. Đó chính là những nguồn động lực quý giá để đội nữ công hiến tối đa sức lực của mình. Là huấn luyện viên nữ đầu tiên và duy nhất của Việt Nam đến lúc này đạt chứng chỉ huấn luyện pro của AFC, cựu danh thủ Văn Thị Thanh đang dẫn dắt đội tuyển U15 nữ Việt Nam với khát vọng ươm mầm cho tương lai. Nữ chuyên gia đá phạt lừng danh một thời.